Hồng Nhung và Trình Tương Lai xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin sáng ngày hôm nay, thứ Bảy ngày mùng 1 tháng 5. Kính chúc quý vị những ngày nghỉ lễ khỏe mạnh và bình an. Trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, xin hãy chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình quý vị nhé. Và ngay sau đây là những tin tức trong phần tin Việt Nam. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc xịt vòi rồng thẳng vào tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa. Việt Nam lên tiếng về các diễn biến nóng ở Biển Đông. Trung Quốc thông báo tập trận cả tháng 5 ở Vịnh Bắc Bộ. Nhân viên khách sạn tại Yên Bái nhiễm biến chủng viêm phổi Vũ Hán từ Ấn Độ. 7 ca viêm phổi Vũ Hán ở Hà Nam, 6 ca không có biểu hiện bệnh, chỉ 1 ca ho sốt rõ. Thành phố Hồ Chí Minh cách ly người đến từ nơi có ca bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Hà Nam, Hà Nội và Hưng Yên. 2 ca F2 thành F0 ở khu công nghiệp, Hà Nội dự báo có thể thêm ca mắc mới. Bộ Y tế kêu gọi thay ảnh đại diện, ảnh bìa trên mạng xã hội để cổ vũ phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Cao Bằng phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dừng đèn đỏ, nhiều người không đeo khẩu trang bị xử phạt 2 triệu đồng. Bắt nghi phạm vụ nã súng bắn 2 người đàn ông ở Nghệ An. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trên trang Facebook của AFA, tiếng Việt ngày 27 tháng 4 đăng tải các đoạn video được ngư dân tỉnh Quảng Ngãi quay tại nhiều thời điểm cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng thẳng vào tàu cá của ngư dân Việt Nam ở gần đá Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hiện chưa có cơ quan nào lên tiếng chính thức về sự việc này. Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật các diễn biến cụ thể về sự kiện trên. Được biết, việc Trung Quốc quấy nhiễu, xịt vòi rồng vào tàu cá Việt Nam không phải là hiếm. Trong một vụ việc vào tháng 3 năm 2019, truyền thông đưa tin khi đang neo đậu trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Việt Nam bất ngờ bị tàu Trung Quốc tấn công phun vòi rồng. Trình báo với lực lượng biên phòng, ông Nguyễn Minh Hùng, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá QNG-90819 bị nạn cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3 năm 2019, khi đang neo cách đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu của ông bị tàu sắt Trung Quốc số hiệu 44101 truy đuổi phun vòi rồng. Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của tàu sắt, tàu cá QNG-90819 bị va vào đá ngầm và chìm tại vùng biển Hoàng Sa. Vụ việc chìm tàu cá khiến ông Hùng bị thiệt hại hơn 3 tỷ đồng, tổn hại sức khỏe và tinh thần nghiêm trọng. Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vừa diễn ra, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã nêu một số quan điểm về vấn đề Biển Đông. Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin cho rằng lực lượng dân quân biển của Việt Nam hoạt động trên Biển Đông gần quần đảo Hải Nam, Hoàng Sa và Trường Sa đã đe dọa lực lượng thực thi pháp luật và an ninh quốc phòng của Trung Quốc, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh, chúng tôi bác bỏ những thông tin không đúng về lực lượng dân quân tự vệ biển của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và toàn dân. Theo luật dân quân tự vệ năm 2019, dân quân tự vệ biển là một thành phần của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, có chức năng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển đảo. Dân quân tự vệ biển và các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển tuyệt đối tuân thủ luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trước thông tin tàu Sơn Đông và tàu đổ bộ tấn công Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 đã tiến vào Biển Đông, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt tuyên bố, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán, mọi hoạt động trên biển cần được tiến hành trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng quyền chủ quyền tài phán của các quốc gia ven biển tại các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước. Việt Nam mong rằng các nước sẽ nỗ lực đóng góp để thực hiện mục tiêu và nguyện vọng chung của thành viên trong khu vực và cộng đồng quốc tế về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông. Theo thông báo Cục Hải sự Trung Quốc đăng tải hôm qua ngày 30 tháng 4 cho biết, quân đội nước này sẽ tập trận ở phía tây bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, tức Vịnh Bắc Bộ từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5. Theo thông báo trên tàu thuyền bị cấm vào khu vực, có bán kính 7 km từ điểm, có tọa độ 21 đến 14.23 độ Vĩ Bắc, 109 đến 32,80 độ Kinh Đông trong thời gian diễn ra hoạt động diễn tập. Như vậy, quy mô cuộc tập trận đã được mở rộng so với hoạt động diễn tập tương tự trong tháng 4. Đây là cuộc tập trận thứ 6 mà quân đội Trung Quốc thực hiện tại Vịnh Bắc Bộ kể từ đầu năm. Thời gian gần đây, Hải quân Trung Quốc gia tăng các hoạt động diễn tập quân sự trong bối cảnh Mỹ tăng cường các hoạt động do thám và các đồng minh của Washington đưa tàu quân sự tới khu vực. Liên quan đến các hoạt động trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên ở các quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Ngày 30 tháng 4, Bộ Y tế cho biết đã giải trình tự gen xong cho trường hợp nhân viên khách sạn tại Yên Bái có tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia Ấn Độ. Kết quả cho thấy, nhân viên này nhiễm biến chủng viêm phổi Vũ Hán B.1617 từ Ấn Độ. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng giải xong trình tự gen cho 4 chuyên gia người Ấn Độ mắc viêm phổi Vũ Hán nhập cảnh vào Yên Bái. Kết quả cả 4 người này đều nhiễm chủng B.1617. Theo các chuyên gia, thế giới đang rất quan tâm tới biến chủng mới này bởi chủng B.1617 nguy hiểm hơn các chủng khác. Biến chủng đầu tiên của nó là B.117 từ Anh cho thấy rõ mức độ lan tràn rất nhanh, tăng cao hơn 70% so với chủng ban đầu. Với chủng kép này, mang hai đột biến, mức độ lây lan còn nhanh hơn nữa nhưng chưa có số liệu thống kê cụ thể. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể về tốc độ lây lan của chủng virus này. Theo Bộ Y tế, trước tình hình dịch bệnh ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến khó lường, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gen cho những người nhập cảnh vào Việt Nam đã mắc viêm phổi Vũ Hán để đánh giá có các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp. Ngoài 5 trường hợp trên tại Yên Bái, Bộ Y tế cũng phải đang giải trình tự gen của các ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Hà Nam vừa mới ghi nhận trong 2 ngày qua. Chiều ngày hôm qua, ngày 30 tháng 4, lãnh đạo khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị viêm phổi Vũ Hán tại đây, có anh D, người nhập cảnh từ Nhật Bản về, có dấu hiệu bệnh rõ nhất. Sốt, ho, chụp phim có hình ảnh viêm phổi điển hình của viêm phổi Vũ Hán. Các bệnh nhân còn lại đều không có dấu hiệu bệnh. Vợ và bố mẹ đẻ của bệnh nhân D chụp phim có hình ảnh của viêm phổi nhẹ. Cháu bé 1 tuổi con của bệnh nhân D không có triệu chứng biểu hiện bệnh. Ngoài kiếp trực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, còn có thêm một kiếp trực của Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam cũng được huy động vào khu cách ly thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhi nói trên. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nam cho hay, đến trưa ngày 30 tháng 4, toàn tỉnh đã lấy được 920 mẫu bệnh phẩm, bao gồm các trường hợp có tiếp xúc với các ca viêm phổi Vũ Hán liên quan đến ổ dịch ở xã Đạo Lý. Toàn bộ 1.068 người của 320 hộ gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Tất cả cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân và những trường hợp có nguy cơ khác. Hiện CDC Hà Nam đã xét nghiệm được 165 mẫu bệnh phẩm, tất cả đều cho kết quả âm tính lần 1. Để hoàn thành số lượng lớn mẫu xét nghiệm còn lại, CDC Hà Nam đã phải chuyển mẫu lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị hỗ trợ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) vừa thông báo từ ngày 30 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giám sát người đến từ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thôn Hoàng Xá, xã Tiền Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Những người từ các khu vực trên khi đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cách ly tại nhà trong 14 ngày và xét nghiệm theo quy định. Trước đó, bệnh nhân 2899 nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VJ3613 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7 tháng 4. Cùng ngày, ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng vừa phong tỏa phòng cho thuê Phương Thanh trên đường 3 tháng 2, phường 7, quận 11. Theo ông Bình, có 3 trường hợp đi cùng chuyến bay VJ133 từ sân bay Nội Bài, Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 4. Tới Thành phố Hồ Chí Minh, cả 3 lưu trú tại phòng cho thuê Phương Thanh. Ông Bình nói, sau khi nghe thông báo hành khách đi trên chuyến bay VJ133 vào thời điểm nói trên phải khai báo y tế vì bệnh nhân 2910 đã đi cùng chuyến bay này nên 3 trường hợp nói trên đã chủ động liên hệ khai báo y tế. Ông Bình còn cho biết hiện 3 F1 này đã thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của quận 11. Sau khi truy vết, cơ quan chức năng ghi nhận có 6 khách lưu trú và 2 nhân viên của phòng cho thuê có mặt cùng thời điểm với 3 trường hợp F1 nên đã cách ly tại phòng cho thuê, đồng thời khử khuẩn khu vực phòng cho thuê Phương Thanh. Chiều hôm qua ngày 30 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán thành phố Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ông Hoàng Đức Hạnh là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, gia tăng liên tục số ca mắc mới và không qua khỏi mới ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước có đường biên giới và gần Việt Nam như Campuchia, Lào, Thái Lan có số mắc mới liên tục tăng cao. Ngày 29 tháng 4, Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam ghi nhận chùm ca bệnh viêm phổi Vũ Hán liên quan đến trường hợp nhập cảnh từ Nhật Bản, bệnh nhân số 2899, sau khi hết cách ly tập trung tại Đà Nẵng về tỉnh Hà Nam. Theo ông Hạnh, từ bệnh nhân này đã lây ra nhiều tỉnh thành khác, trong đó có 14 trường hợp đã được Bộ Y tế xác định, gồm Hà Nam 8 ca, Hưng Yên 2 ca, thành phố Hồ Chí Minh 1 ca và Hà Nội 3 ca. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, trong 3 trường hợp ghi nhận ở Hà Nội, có 2 trường hợp từ F2 đã chuyển thành F0 và 2 trường hợp này lại làm việc tại các khu công nghiệp có nhiều lao động tiếp xúc khiến tình hình khá phức tạp. Ông Hạnh nói, dự báo khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới do đây là chùm ca bệnh có tốc độ lây lan nhanh trong thời gian tiếp xúc ngắn. Vì vậy, các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là Đông Anh cần hết sức khẩn trương để chỉ đạo thần tốc truy vết, tăng cường giám sát chặt chẽ. Nhằm kêu gọi người dân đồng lòng nêu cao tinh thần yêu nước và thực hiện 4 khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch thay ảnh đại diện, ảnh bìa đồng thời trên các nền tảng mạng xã hội của cá nhân, Facebook, Lotus, Zalo với chủ đề đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Bộ Y tế kêu gọi vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Bộ Y tế đồng thời kêu gọi mỗi người dân: thứ nhất, hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết. 2. Không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly xử lý kịp thời. 3. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. 4. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn khi cần thiết. Hôm qua ngày 30 tháng 4, dù thời tiết lạnh, đêm khuya Tổ công tác biên phòng Lũng Nậm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vẫn thực hiện nghiêm việc tuần tra biên giới và kịp thời phát hiện ngăn chặn 3 công dân Trung Quốc, 2 nam và 1 nữ đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 688 thuộc xóm Nậm Sấn, xã Lũng Nậm. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng đã áp dụng các biện pháp phòng dịch viêm phổi Vũ Hán theo quy định, tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa 3 công dân trên về đồn để xác minh làm rõ. Tại đồn biên phòng Lũng Nậm, nhóm người trên khai nhận họ quê ở tỉnh Hồ Nam và Phúc Kiến, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép qua biên giới với mục đích tìm kiếm việc làm. Đồn biên phòng Lũng Nậm đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, thông báo và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng tạm thời đưa 3 người trên vào khu cách ly của huyện. Chiều ngày 30 tháng 4, Biên phòng tỉnh Cao Bằng có văn bản thông báo cho các ngành chức năng phía Trung Quốc để tiến hành trao trả đối tượng nhập cảnh trái phép theo đúng quy định. Sáng ngày 30 tháng 4, Tổ công tác liên ngành Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lập chốt kiểm tra xử phạt với mức tăng nặng đối với nhiều người tham gia giao thông không đeo khẩu trang tại ngã tư Hàng Khay, Lê Thái Tổ. Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Vũ Hán, nhằm tăng cường ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, Tổ công tác liên ngành Công an quận đã ra quân xử lý tại ngã tư Tràng Thi, Hàng Khay. Ghi nhận đa số người dân đã có ý thức đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, còn một số nam nữ thanh niên chưa chấp hành với lý do chưa mua khẩu trang hoặc quên. Chỉ trong vòng 1 giờ ra quân, tổ công tác đã phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe, mời 11 người vi phạm vào chốt để lập biên bản xử phạt. Tất cả những trường hợp này đều được tuyên truyền về ý thức phòng dịch và nhắc nhở để không tái phạm. Đại diện của Y tế phường đã lập biên bản xét xử vi phạm hành chính với mỗi cá nhân vi phạm ở mức 2 triệu đồng. Đây là mức xử phạt tăng mạnh theo Nghị định số 117/2020 NDCP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. liên quan đến vụ nã súng khiến hai người đàn ông ở Nghệ An thiệt mạng. Sau hơn 6 giờ cố thủ, nghi phạm gây ra sự việc đã bị bắt. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm Cao Trọng Phú, sinh năm 1962, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Ông Phú là nghi phạm trong vụ nổ súng làm hai người đàn ông không qua khỏi sáng cùng ngày. Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4, người dân khu vực xóm 7 xã Mỹ Kim, thành phố Vinh, Nghệ An nghe nhiều tiếng động lớn vang lên, sau đó có hai người chạy thục mạng từ ngõ nhà nghi phạm Cao Trọng Phú ra đường. Người dân điện báo cho công an, đồng thời chạy đến hiện trường thì phát hiện hai người đã qua đời nằm gục trước cổng nhà nghi phạm. Hai người khác bỏ chạy kịp thời. Nhận được tin báo, Công an Nghệ An huy động hàng chục chiến sĩ cùng xe đặc trùng, chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường. Căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc khá bề thế, nằm trên một khu đất rộng hơn 1.000 m², tường cao khoảng 3 m, có dây thép gai bên trên. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, vợ con nghi phạm không có nhà. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, tính đến hết ngày 30 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 7 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội, Hưng Yên và Hà Nam. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện là 2.928 ca, trong đó có 35 ca không qua khỏi, 372 ca đang điều trị và 2.516 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần 1 là 13 ca, số ca âm tính lần 2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 20 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 37.249 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 531 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 21.668 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 15.050 người. Tiếp theo đây là những tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bắc Kinh đưa phòng thí nghiệm virus về gần khu dân cư, người dân phản đối. Nối gót Alibaba, Tencent sắp tịnh án phạt khủng từ chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc xây tường thành với Ấn Độ giữa đại dịch. Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo Mỹ sau bài phát biểu của Tổng thống Biden. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong những năm gần đây, đã xảy ra nhiều vụ rò rỉ tại các nhà máy dược phẩm ở Trung Quốc đại lục gây thương vong cho những người dân vô tội, nhưng chính quyền đã không đứng ra chịu trách nhiệm. Gần đây, kế hoạch xây dựng một phòng thí nghiệm virus tại Công viên Đổi Mới Trung Hoa Bắc Kinh của chính quyền Trung Quốc đã lần nữa thu hút sự chú ý lớn từ ngoại giới. Dự án Công viên Đổi Mới Trung Hoa Bắc Kinh có diện tích 96.974 m² với tổng diện tích xây dựng là 225.590,6 m². Công viên này chỉ cách khu dân cư chưa đầy 20 m, nơi có 70.000 đến 80.000 cư dân sinh sống. Một người dân địa phương tiết lộ, bên dự án từng lỡ miệng nói rằng có một dự án thử nghiệm thí điểm trong công viên, nên vào thời điểm đó phía chính quyền không hề có thông báo gì. Bàn về các nguy cơ tiềm ẩn bên trong các cuộc thử nghiệm, một bác sĩ huyết học cho biết, thử nghiệm thí điểm là khủng khiếp nhất, liên tục có các thử nghiệm sai và cực kỳ nguy hiểm. Điều khiến người dân địa phương bất bình hơn cả là trong thông báo quy hoạch của dự án, tính chất đất công nghiệp của công viên là thuộc loại đất công nghiệp, cơ bản không có sự can thiệp và ô nhiễm môi trường. Thử nghiệm trên cho thấy việc sử dụng đất của dự án này không phải là đất loại công nghiệp nhưng lại bị phía chính quyền cố ý lờ đi. Điều này đã gây hoang mang cho người dân. Sau những phản ánh không có kết quả, người dân địa phương đã xăng băng rôn bày tỏ phản đối. Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, sau Alibaba, tập đoàn Tencent của tỷ phú Ponima sẽ là ông lớn công nghệ tiếp theo bị lệnh án phạt lên tới hàng tỷ đô la Mỹ từ chính quyền Trung Quốc. Tencent phải đối mặt với hình phạt này vì không báo cáo chính xác các vụ mua lại và đầu tư trong quá khứ để nhà chức trách xem xét về hành vi độc quyền cũng như vi phạm cạnh tranh ở một số doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc trực tuyến. Các nguồn thạo tin của Reuters cho biết, Cơ quan Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc SAMR hiện đang nhắm tới tập đoàn giải trí âm nhạc TME của Tencent, công ty đã được tách ra và niêm yết tại Mỹ vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, các mảng kinh doanh cốt lõi của Tencent là trò chơi điện tử và WeChat có thể không bị tác động, và tập đoàn này cũng đang tích cực vận động hành lang để có một hình phạt khoan hồng hơn. Nguồn thạo tin cho hay, Tencent không ngại trả một khoản tiền phạt khổng lồ và sẵn sàng trả nhiều hơn nếu cần, miễn là các mảng kinh doanh cốt lõi của họ vẫn còn nguyên vẹn. Khi đại dịch đang lan tràn ở Ấn Độ, Trung Quốc đã tăng hợp tác chống dịch với các nước Nam Á nhằm dựng bức tường phòng thủ từ xa. Cụ thể, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và những người đồng cấp từ Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh gần đây đã tham gia một cuộc họp trực tuyến nhất trí thành lập một kho dự trữ vật tư y tế khẩn cấp và một trung tâm hợp tác về xóa đói giảm nghèo cùng các sáng kiến khác. Các chuyên gia cho rằng, lý do Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Nam Á là vì Bắc Kinh lo lắng rằng những gì đã xảy ra ở Ấn Độ rốt cuộc sẽ tràn tới các quốc gia đó, gây bùng phát dịch nghiêm trọng và thiếu hụt vật tư y tế. Trong mắt Ấn Độ, nỗ lực này của Trung Quốc là một phần trong chiến lược lôi kéo các nước láng giềng ngả về quỹ đạo của Bắc Kinh. Dựa vào các dự án cơ sở hạ tầng và hợp tác chống dịch, họ đã bày tỏ lo ngại về điều đó và làm thinh ngay cả khi Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị giúp Ấn Độ đối phó với viêm phổi Vũ Hán. Một chuyên gia cho hay, Ấn Độ sẽ thấu hiểu nếu các nước khác ở Nam Á tìm kiếm hoặc chấp nhận viện trợ từ Trung Quốc. Ông nói, Ấn Độ không thể dư vaccine hoặc vật tư y tế cho đến khi tình hình dịch bệnh trong nước cải thiện. Tôi nghĩ các nước láng giềng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào vaccine Sinovac của Trung Quốc, ngay cả khi nó chỉ có hiệu quả 67%. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày hôm qua 30 tháng 4, khi được hỏi về bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh trong một số lĩnh vực là điều bình thường, nhưng loại cạnh tranh này nên là cuộc đua điền kinh, không phải cuộc đấu tay đôi sống còn. Ông Uông đồng thời cảnh báo, việc buộc nước khác chấp nhận thể chế dân chủ của mình sẽ chỉ gây chia rẽ, gia tăng căng thẳng và hủy hoại sự ổn định. Trước đó phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện, Tổng thống Biden khẳng định Washington sẽ đối mặt với Bắc Kinh nhưng không tìm cách gây chiến với nước này. Ông cho hay đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình rằng Mỹ hoan nghênh cạnh tranh nhưng không tìm kiếm xung đột. Mỹ sẽ chống lại các hành vi thương mại không công bằng như trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước và hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ. Đáp lại bình luận này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc công kích Mỹ vi phạm nguyên tắc thị trường cạnh tranh bình đẳng và chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ liên quan cuộc chiến thương mại giữa hai nước những năm gần đây. Cuối cùng, ông Uông kết luận, Trung Quốc cam kết phát triển mối quan hệ với Mỹ dựa trên cơ sở không xung đột và không đối đầu. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Lượt xem ông Biden phát biểu tại Quốc hội kém ông Trump gần 75%. 25 triệu dân Myanmar có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói. Thái Lan trải qua ngày đen tối, Lào có số ca mắc viêm phổi Vũ Hán cao kỷ lục. Cơn đại hồng thủy chết chóc tiếp tục bủa vây Ấn Độ. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo dữ liệu sơ bộ từ hãng khảo sát Tencent công bố mới đây, bài phát biểu của ông Biden tại Quốc hội vào tối thứ Tư ngày 28 tháng 4 theo giờ Mỹ có khoảng 11,6 triệu người xem qua truyền hình. Số lượng người xem kể trên bao gồm các khán giả xem truyền hình của ABC thuộc sở hữu của Walt Disney, NBC thuộc sở hữu của Comcast, CBS thuộc sở hữu của Viacom CBS và Fox. Số lượng này không bao gồm các mạng tin tức cáp như Fox News, CNN và MSNBC. Tương phản với số người xem ông Biden phát biểu, số người xem bài phát biểu của ông Trump năm 2017 là 48 triệu lượt. Bài phát biểu của ông Biden tập trung chủ yếu vào hai gói chi tiêu khổng lồ. Gói thứ nhất là kế hoạch việc làm Mỹ trị giá 2,25 nghìn tỷ đô la Mỹ được thiết kế để chi tiêu vào các hạng mục vượt quá những gì được gọi là cơ sở hạ tầng truyền thống. Gói thứ hai là kế hoạch gia đình Mỹ trị giá 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch này được đưa ra nhằm mục đích phát triển các dịch vụ phúc lợi xã hội. Các hạng mục chi tiêu của kế hoạch này gồm chương trình tiền tiểu học phổ quát, đại học cộng đồng miễn phí. Kế hoạch gia đình Mỹ được cho là sẽ mở rộng vai trò của chính phủ liên bang trong việc quản lý đời sống của các gia đình khắp cả nước. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP cảnh báo tác động kép của đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cuộc khủng hoảng chính trị hậu đảo chính ở Myanmar có thể khiến gần một nửa dân số, tương đương 25 triệu người, rơi vào cảnh nghèo đói vào năm 2022. Nghiên cứu công bố ngày 30 tháng 4 của UNDP cho thấy, cuối năm ngoái, trung bình 83% hộ gia đình cho biết thu nhập bị giảm gần một nửa do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Số người sống dưới mức nghèo đói ở Myanmar ước tính tăng 11% do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Báo cáo cũng cho biết bất ổn chính trị cũng như các vấn đề nhân quyền ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 có thể khiến tỷ lệ nghèo đói tăng thêm 12% vào đầu năm tới. Tỷ lệ nghèo ở đô thị dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần, trong khi bất ổn về an ninh đang phá vỡ chuỗi cung ứng dịch vụ và hàng hóa đi lại của người dân. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng vẫn bị tê liệt và giá nhập khẩu năng lượng tăng. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội bắt giữ cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và lãnh đạo chính phủ được bầu. Phong trào phản đối liên tục xảy ra từ sau đảo chính. Đến nay, hơn 750 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ trong các cuộc tuần hành phản đối chính quyền quân sự. Theo tờ Bangkok Post, chính phủ Thái Lan ngày 30 tháng 4 thông báo ghi nhận thêm 15 trường hợp không qua khỏi vì viêm phổi Vũ Hán, bằng với con số kỷ lục vào ngày 27 tháng 4 và nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 203 ca. Chính phủ Thái Lan còn ghi nhận thêm 1.583 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 65.153 ca, trong đó có hơn 36.000 ca mắc và 109 trường hợp không qua khỏi xuất hiện trong tháng này. Cùng ngày, tờ The London Times cho biết, Lực lượng Quốc gia phòng ngừa và kiểm soát viêm phổi Vũ Hán Lào ghi nhận thêm 85 ca mắc, tăng từ con số 68 của ngày 29 tháng 4 và nâng tổng số ca mắc lên 757 ca. Trong số ca mắc mới có tới 69 ca được ghi nhận ở thủ đô Viên Chăn, đánh dấu số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục ở Viên Chăn, dù thành phố này đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 22 tháng 4. Tính đến nay, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã bùng phát ở 15 tỉnh thành của Lào và hiện chỉ còn 3 tỉnh chưa xuất hiện dịch bệnh, gồm Atapu, Say Sampon và Hủa Phăn. Theo CNN, tình hình bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán tại Ấn Độ đang hết sức nghiêm trọng. Số ca không qua khỏi xếp chồng chất tại các lò hỏa táng đã nhiều hơn gấp bội so với khối lượng công việc mà các nhân viên hỏa táng có thể đảm đương. Ông Jitender Singh Sunti, người phụ trách lò hỏa táng Simpapuri ở phía đông New Delhi cho biết, trước đại dịch, chúng tôi hỏa táng từ 8 đến 10 ca mỗi ngày. Hiện giờ con số này lên đến từ 100 đến 120 ca mỗi ngày. Nhu cầu cao đến mức lò hỏa táng Simpapuri đã phải mở rộng ra cả bãi đỗ xe. Trong khi đó, lượng củi dự trữ tại New Delhi đang dần cạn kiệt. Các cơ sở hỏa táng của New Delhi đã xử lý hơn 600 ca mỗi ngày trong tuần qua. Con số này cao gấp đôi so với số liệu chính thức về số ca không qua khỏi được công bố theo ngày của thành phố. Một quan chức tên Suman Kumar Gupta tại địa điểm hỏa táng Nigampotgat ở New Delhi cho biết, các công nhân và tình nguyện viên tại lò hỏa táng kiệt quệ về cả tinh thần lẫn sức khỏe khi phải làm việc 24 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, giới chức Ấn Độ thông báo nhiều bang đã hết vaccine và phải tạm hoãn tiêm chủng. Sự bất lực và thất vọng đang lan rộng trên khắp đất nước, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với cơn đại hồng thủy chết chóc hàng ngày. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này ghi nhận kỷ lục 386.452 ca mắc mới trong ngày 30 tháng 4. Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ cũng ghi nhận gần 3.500 trường hợp không qua khỏi. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 898.000 ca mắc mới và thêm hơn 15.000 ca không qua khỏi. Trong bối cảnh số ca mắc mới trên toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng trong 9 tuần liên tiếp, số ca mắc gia tăng ở Ấn Độ chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể mới của viêm phổi Vũ Hán có tên B.1617. Biến thể này chứa hai đột biến đáng lo ngại là E484Q và L425R, có tốc độ gây bệnh nhanh hơn so với các biến thể mới khác tại Ấn Độ. Hiện hệ thống y tế của Ấn Độ rơi vào tình cảnh quá tải khi không còn đủ giường bệnh, oxy y tế và thuốc điều trị viêm phổi Vũ Hán. Dịch bệnh hiện cũng đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản khi tổng số ca mắc mới tại nước này ở mức cao nhất trong 3 tháng với 5.793 ca. Riêng thủ đô Tokyo ghi nhận tới 1.027 ca mắc mới, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Từ đầu tuần này, thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây của Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết chính phủ nước này sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm ban đêm. Theo đó, giờ giới nghiêm bắt đầu từ 19 giờ như hiện nay sẽ được chuyển sang thành 21 giờ từ ngày 19 tháng 5 và sau đó là 23 giờ từ ngày 9 tháng 6. Đến ngày 30 tháng 6, lệnh giới nghiêm này sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Từ ngày 9 tháng 6, du khách nước ngoài có giấy chứng nhận y tế sẽ được phép vào lại Pháp. Tiếp theo đây là số liệu tổng hợp theo nguồn Wondermeter về các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới đang là 151.186.229 ca. Tổng số ca không qua khỏi đang là 3.181.059 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 128.606.255 ca. Trên đây là những tin tức của bản tin sáng ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây như thường lệ, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng thư giãn với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, cuộc sống giống như một bản đồ địa hình khổng lồ. Nếu sắc sảo là đồi núi nhấp nhô thì lòng tốt là núi non chập trùng. Nếu quan tâm là dòng suối nhỏ thì lương thiện là biển cả. Nếu mạnh mẽ là sa mạc cằn cỗi thì lòng tốt là đồng bằng phì nhiêu. Thông minh không bằng tốt bụng, quan tâm không bằng thẳng thắn và mạnh mẽ không bằng tử tế. Lão Tử nói, trí tuệ tuyệt vời như ngu muội, tài trí tuyệt vời như vụng về, thông minh không bằng tốt bụng. Bạn không cần phải quá sắc sảo, những người quá tính toán thường sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Không phải lúc nào con người ta cũng muốn lợi dụng, luôn muốn tối đa hóa lợi ích của bản thân. Khi bạn quay về với lòng tốt, bạn sẽ nhận được nhiều điều hơn là thông minh. Người xưa có câu, thắng nhỏ tùy trí, thắng lớn tùy đức, luôn có tấm lòng rộng lượng, đối xử tử tế với người khác, không quan tâm đến lợi ích trước mắt, biết làm lợi cho người khác để gặt hái một tương lai tốt đẹp hơn. Trung thực tốt hơn mọi sự tháo vát, đó cũng là chiến lược thông minh nhất. Có câu, quý nhân hào kiệt, nhưng kẻ thù ác thì sầu thảm. Cởi mở là một loại tu dưỡng bản thân. Cởi mở làm mọi việc một cách trung thực, và trung thực có thể thu được tình bạn nhiều hơn là đạo đức giả. Hãy để đầu óc thoải mái, thư giãn, đừng đối xử với người khác và nhìn thế giới bằng cái nhìn hẹp hòi và phiến diện. Ngồi thiền thường nghĩ về bản thân, tán gẫu nhưng không nói chuyện sai trái của người ta, không nói sau lưng mà hãy nói sự thật. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống, không cần thiết phải ghi nhớ tất cả, đường rộng khi lòng người rộng. Quan tâm đến mọi thứ chỉ là lãng phí sức lực và thời gian của bạn để thêm vào chính mình. Nếu bạn muốn sự hòa hợp giữa các cá nhân, bạn phải thành thật với nhau. Người đứng sau bộ trước bộ sẽ không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của tình cảm. Sức mạnh chỉ là giải pháp tạm thời, còn lòng tốt có thể giải quyết những vấn đề cơ bản trong cuộc đời của con người. Thông minh không bằng tốt bụng, quan tâm không bằng thẳng thắn và mạnh mẽ không bằng tử tế. Với nguyên lý chân, thiện, nhẫn là những đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng cốt lõi của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và sự thiện lương, môn khí công của Phật gia. Hàng ngày chúng tôi, những người làm chương trình, muốn lan tỏa đến với quý vị, giúp thăng hoa tâm tính và có một sức khỏe tốt cả tâm lẫn thân. Quý vị hãy thử tìm hiểu xem sao. Nội dung chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.